Kính thưa quý vị, Rolls-Royce ra mắt dòng xe mới, tin tổng hợp. Công ty sản xuất xe hơi sang trọng của Anh Quốc, Rolls-Royce Motors, đã trình làng mẫu xe Dawn mới, nhắm vào sẽ tăng sự thu hút với khách hàng phụ nữ và giới trẻ trong bối cảnh doanh thu của hãng này tại thị trường Trung Quốc đang tụt dốc. Như hầu hết các hãng xe hơi khác như BMW vốn là sở hữu của Rolls-Royce cũng không tránh khỏi cú trượt trên thị trường thế giới khi doanh số của hãng giảm 10% trong 7 tháng đầu năm nay. Con số này ở thị trường Trung Quốc có thể xuống ở mức là 15% vào cuối năm nay. Nhiều năm qua thì Rolls-Royce đã không ngừng nỗ lực để thêm nhiều đối tượng khách hàng. Ngoài nhóm khách hàng chính là nam giới lớn tuổi, chiếm hơn 70% tổng số khách hàng của Rolls-Royce, lần này hãng cho biết là nhắm tới đối tượng khách hàng là các tay lái nữ và tay lái trẻ. Vào ngày thứ ba, hãng cũng đã phá truyền thống bằng cách là ra mắt chiếc xe tại một sự kiện trực tuyến, thay vì tại chương trình Frankfurt Motor Show, nơi mà xe mới này sẽ được trưng bày vào tuần tới. Giám đốc điều hành Rolls-Royce đánh giá mẫu xe mới vừa đẹp vừa đặc sắc. Đây là mẫu xe toát lên sự lịch lãm và khơi dậy trào lưu đi xe mui trần cổ điển. Cho đến thời điểm này thì Rolls-Royce cho biết là đã nhận được hàng trăm đơn đặt hàng cho mẫu xe mới, nhưng từ chối không công bố thêm chi tiết giá bán.